Ở mùa giải trước, trong quãng thời gian Gabriel Jesus phải nghỉ thi đấu vì chấn thương sau World Cup, Eddie Nketiah đã trở thành vị cứu tinh của Arsenal trên hàng công. Và ở mùa bóng mới, Nketiah vẫn tiếp tục thể hiện được phẩm chất của mình mỗi khi được Arteta tin tưởng sử dụng. Nghe Eddie Nketiah nói chuyện đôi khi giống như đọc muốn cuốn sách self-help. Tiền đạo của Arsenal liên tục nói về việc phải chăm chỉ ra sao, phải chấp nhận hy sinh thế nào để một ngày nào đó sẽ đạt được thành quả sau quá trình khổ luyện. Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên vì khi nhìn vào những gì Nketiah đã phải trải qua. Khi được ra mắt trong màu áo Chelsea ở độ tuổi thiếu niên vào 2015, ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp của tiền đạo người Anh đã vướng phải rất nhiều sự ngờ vực. Nhưng rồi Nketiah đã được các tuyển trạch viên ở Arsenal phát hiện và trao cho một chiếc phao cứu sinh ở Học viện Hillen nổi tiếng. 8 năm trôi qua, nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của Nketiah vẫn là của một chàng trai trẻ đang tận hưởng bóng đá tại một câu lạc bộ phát triển. Mikel Arteta đã không sử dụng Nketiah ngay từ đầu ở trận tranh cúp Community Shield với Manchester City, nhưng chia sẻ sau trận đấu với Nottingham Forest hồi đầu mùa, vị thuyền trưởng của pháo thủ đã nói rằng Nketiah đã yêu cầu ông được ra thi đấu sau một quá trình huấn luyện như một con quái vật. Và rõ ràng đó là điều mà bản thân Nketiah sẽ rất tự hào khi nghe thấy từ Arteta. Tôi đã luôn cố gắng tập luyện như một quái và cống hiến hết mình dù có được thi đấu hay không, Nketiah giải thích. Đó là tư duy trong thi đấu của tôi. Tôi tập luyện hết sức vì tôi nghĩ nếu bạn tập luyện đủ tốt thì mọi thứ sẽ trả lời khi bạn thực chiến trên sân. Đó chính là cách mà tôi nhìn nhận về bóng đá và cuộc sống. Niềm tin vững chắc vào bản thân đó cũng được Nketiah thể hiện rõ trong bộ phim tài liệu Arsenal, All or Nothing. Ở bộ phim đó, Nketiah đã mắng Sammy Lokonga khi anh này tỏ vẻ không hài lòng khi không được ra sân thi đấu. Không được thi đấu thì đã sao hả bạn tôi? Cậu nghĩ chỉ có mình cậu là người duy nhất không được lựa chọn để vào sân à? Đừng cảm thấy tiếc nuối cho bản thân nữa và đứng dậy đi. Những lời đó của Nketiah khiến Lokonga cảm thấy choáng váng. Nhưng khi được hỏi bản thân cảm thấy thế nào khi nhìn lại khoảnh khắc đó thì Nketiah đã nói anh không hề có chút hối tiếc nào khi đã thốt ra những lời như vậy. Sammy là một anh chàng tuyệt vời. Cậu ấy rất giỏi truyền động lực cho người khác và cũng là một cầu thủ tuyệt. Chúng tôi có một mối quan hệ khá thân thiết. Cả hai bọn tôi đều thúc đẩy lẫn nhau nếu như một trong hai người cảm thấy chán nản. Nó phản ánh cách tôi nhìn nhận cuộc sống. Bản thân tôi không bao giờ phàn nàn hay than vãn về hoàn cảnh của mình bởi đó là thứ chúng ta không nên làm khi nhìn nhận mọi vấn đề. Bạn phải cố gắng hết sức để xoay chuyển tình thế bằng cách luyện tập chăm chỉ và thể hiện tốt nhất những gì mình có. Đó là tư duy mà tôi luôn cố gắng phát triển. Ở nơi tôi lớn lên, việc chán nản hay tiếc nuối về bản thân chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. Đó là những giá trị và động lực mà gia đình tôi đã truyền cho tôi từ những ngày còn bé. Nơi tôi lớn lên, không ai quan tâm nếu bạn tỏ vẻ buồn bã cả. Việc bạn buồn chẳng giúp ích được điều gì cho bản thân sau này. Chính vì thế tôi nghĩ thông qua sự chăm chỉ và kiên cường vươn lên, chắc chắn sẽ có một ngày tôi chạm tới được thành công. Sự thành công không đến ngay lập tức nhưng theo thời gian nó sẽ dần dần giúp bạn tiến tới trái ngọt phía cuối hành trình. Và bằng sự nỗ lực và chăm chỉ, những trái ngọt đã bắt đầu đến với Nketiah, một cầu thủ tưởng chừng như đã có phần chững lại trong giai đoạn ở Arsenal. Mùa giải trước, Nketiah đã tiến bộ một cách vượt bậc khi anh được sử dụng trong thời gian Gabriel Jesus chấn thương. Ghi 6 bàn trong 6 trận là một con số quá ấn tượng với Nketiah vào thời điểm ấy. Sự phấn kích đối với Nketiah còn lớn hơn với cổ động viên pháo thủ và ban huấn luyện khi anh ghi bàn thắng quyết định ấn định tỷ số 3-2 vào lưới của Manchester United vào cuối tháng 1. Dẫu vậy, đó cũng là bàn thắng cuối cùng của Nketiah trong một mùa giải mà Arsenal đã không còn hy vọng để cố gắng cho việc đua vô địch. Nhưng giai đoạn đó cũng minh chứng một điều: Nketiah có tác động mạnh mẽ hơn rất nhiều khi được xuất phát ngay từ đầu thay vì phải vào sân từ băng ghế dự bị. Và thời gian sắp tới, Nketiah rất có thể sẽ được trở lại với việc xuất phát ngay từ đầu sau khi Gabriel Jesus lại gặp phải chấn thương đầu gối. Ở Premier League, Nketiah đã ghi 12 bàn sau 30 lần ra sân ngay từ đầu. Điều đó trái ngược hoàn toàn với thành tích 3 bàn sau 61 lần vào sân thay người của tiền đạo người Anh. Đây sẽ là những thông số rất đáng lưu tâm khi đặt Nketiah lên bàn cân với những mũi tấn công khác của Arsenal thời điểm hiện tại. Bởi ngoại trừ Jesus tạm thời gặp chấn thương thì Leandro Trossard và Kai Havertz vẫn đang là những cái tên nằm trong sự lựa chọn của Mikel Arteta. Một câu hỏi sẽ được đặt ra sau khi chúng ta tổng hòa mọi thứ kể trên, đó là liệu Arsenal có dám đặt tham vọng của mình một cách nghiêm túc để Nketiah trở thành một tiền đạo chủ lực? Tôi nghĩ sẽ thật hợp lý khi được ra sân ngay từ đầu bởi quãng thời gian từ lúc bắt đầu thường sẽ cho bạn nhiều cơ hội hơn để hoàn thành nhiệm vụ của mình cũng như giúp đỡ những đồng đội xung quanh. Nketiah chia sẻ, đôi khi bạn sẽ phải vào sân với tư cách của một cầu thủ dự bị và đó lại là một hoàn cảnh hoàn toàn khác của trận đấu. Ví dụ như khi đội đang thắng 4-0 thì nhiệm vụ khi vào sân của tôi cũng chẳng phải là ghi bàn. Mỗi trận đấu đều có những diễn biến khác nhau và thường tôi không cố suy nghĩ quá nhiều về nó. Tôi biết rằng hầu hết khi được trao cơ hội đá chính hoặc có thời gian đáng kể trên sân, tôi đều cố gắng giúp đỡ các đồng đội của mình hết sức có thể để cùng nhau có được thành tích tốt nhất. Ở những câu lạc bộ lớn luôn tồn tại những tài năng và sự cạnh tranh khốc liệt. Vì thế tôi phải chăm chỉ luyện tập và cải thiện bản thân từng ngày. Tôi không bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Cho dù tôi có được thi đấu ngay từ ban đầu trong đội hình chính thức hay chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị, tôi vẫn sẽ là một con người ngập tràn năng lượng suốt cả tuần sau đó. Tôi luyện tập như một con quái vật.
Điều đó không chỉ để gây ấn tượng với huấn luyện viên mà nó còn để đảm bảo tôi đã sẵn sàng để ra sân cho trận đấu kế tiếp.